Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các quý anh tuổi bính dần. Chúc các quý anh có một năm bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các quý anh đón xem tử vi tuổi bính dần 1986 của mình, trong năm 2023, chi tiết chính xác nhất về các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, tử vi từng tháng trong năm 2023, mời các quý anh cùng theo dõi. Tổng quan tử vi năm 2023 cho tuổi Bính Dần 1986 nam mạng. Năm Quý Mão 2023, Bính Dần 1986 nam mạng là 38 tuổi âm lịch và 37 tuổi dương lịch. Xét về thiên can và địa chi. Tuổi Bính Dần nam mạng thuộc mệnh Hỏa gặp năm 2023 mệnh Kim Bạch Kim, Hỏa khắc Kim, Kim bị hại, không được tốt. Địa chi Dần gặp năm Mão, bình hòa. Thiên can Bính gặp năm Quý, bình hòa sao chiếu mệnh, sao thổ tú, đề phòng bị tiểu nhân dèm pha, xuất hành không thuận lợi, chăn nuôi thua lỗ, gặp khó khăn trốn quan trường. Với người có sao thổ tú chiếu mệnh năm nay sức khỏe không được tốt, hay bị đau ốm, nhưng bệnh không quá nặng. Kỵ nhất là vào tháng 1 và tháng 8 âm lịch. Vận hạn, hạn ngũ mộ, là hạn mất của, hao tài, bất an. Tránh mua đồ lậu, mua đồ không có hóa đơn. Chớ cho người ngủ nhờ kẻo có tai bay và gió. Đề phòng hao tài mất của. Tử vi bính dần 1986 nam mạng năm 2023 có phạm tam tai, hoang ốc kim lâu thái tuế không? Tam tai năm 2023 không phạm tam tai. Hạn hoang ốc năm 2023 phạm hoang ốc ngũ thọ tử không nên xây nhà trong năm này. Tuổi kim lâu năm 2023 không phạm kim lâu. Thái tuế năm 2023 không phạm hạn thái tuế ngày giờ xuất hành tốt cho quý anh tuổi bính dần 1986, trong năm quý mão 2023. Số của tuổi bính dần rất hạp vào những giờ chẵn, ngày chẵn và tháng chẵn. Bất kỳ trong trường hợp nào hay tháng hoặc năm nào bạn cũng có thể xuất hành vào những ngày chẵn giờ chẵn và tháng chẵn, chẳng những mang nhiều thắng lợi mà còn giúp bạn thành công trong bất kỳ việc gì. Ngày mùng 1 Tết Dương lịch, Chủ nhật, ngày 22 tháng 1 năm 2023 âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023, tức ngày canh Thìn tháng Quý Mão. Giờ xuất hành tốt cho quý anh tuổi Bính Dần. Giờ canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, tốt nhất là 8 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho quý anh tuổi Bính Dần. Xuất hành theo hướng Tây Bắc để nghênh đón Hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Tây Nam để nghênh đón Tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết Dương lịch thứ hai, ngày 23 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2023 tức ngày Tân Tỵ tháng Giáp dần năm Quý Mão. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành áp dụng theo tuổi của quý anh tuổi Bính dần, giờ chẵn, ngày chẵn, tháng chẵn. Hướng tốt trong ngày. Hỷ thần và tài thần hướng Tây Nam. Ngày mùng 3 Tết, Dương lịch thứ ba, ngày 24 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2023 tức ngày nhâm ngọ tháng giáp dần năm quý mão. Giờ xuất hành tốt cho quý anh tuổi bính dần. 8 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho quý anh tuổi bính dần. Xuất hành theo hướng chính nam, để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng chính tây, để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Bước sang năm Quý Mão 2023, quý anh tuổi Bính Dần 1986 được dự báo là không chịu ảnh hưởng của Thái Tuế, vận trình trong năm Quý Mão của bạn khá tốt. Quý anh tuổi Bính Dần có thể gặp được nhiều cát tinh và có cả những hung tinh trong năm nay. Về tình cảm và sự nghiệp gặp hồng loan và mạch việt trợ lực giúp đỡ. Nhân duyên tốt đẹp, sự nghiệp lạc quan, tuy nhiên tử vi khuyên quý anh tuổi Bính Dần nên dành nhiều thời gian nhìn nhận lại bản thân chứ đừng thả lỏng quá mức và ảnh hưởng đến vận thế. Bên cạnh đó, sức khỏe gặp hung tinh thổ tú, bệnh phù, đả kích nghiêm trọng đến cơ thể, cho nên cần phải bảo vệ sức khỏe, hết sức cảnh giác. Tử vi quý anh tuổi bính dần, lời khuyên cho bạn trong năm quý mão nên chú ý đến sức khỏe của bản thân một chút, rượu chè cờ bạc chỉ khiến bạn thêm bệ giặc mà thôi. Hung tinh Tử vi năm quý mão 2023 cho hay, quý anh tuổi bính dần gặp hung tinh bệnh phù ảnh hưởng đến sức khỏe. Đi lại có vấn đề, hạn chế đi xa, thân thể trong năm nay hay ốm vặt gặp ảnh hưởng không tốt, mất ngủ thường xuyên. Cát Tinh. Hồng Loan trợ mệnh quý anh tuổi Bính dần trở nên thu hút và lôi cuốn hấp dẫn, có nhiều mối quan hệ tốt đẹp với người khác giới. Vừa giúp cho công việc thuận lợi, vừa giúp cho tình cảm gia đình càng ngày càng hạnh phúc. Mạch Việt trợ mệnh giúp cho công việc ổn định, Nam mệnh nhận được sự giúp đỡ của cấp trên cho nên cuộc sống ngày càng tốt đẹp gặt hái được nhiều thành công xét về phương diện sự nghiệp của quý anh tuổi bính dần 1986 trong năm quý mão 2023, tử vi quý anh tuổi bính dần 1986 năm 2023 có sự nghiệp khá tốt. Quý anh tuổi bính dần gặp mạch việt là cát nhân thiên tướng, công việc vì thế mà được giúp đỡ, ngày càng có nhiều cơ hội thăng tiến và đột phá. Quý anh tuổi bính dần 38 tuổi ắt sẽ trải qua giai đoạn thịnh vượng nhất nhì trong sự nghiệp với nhiều quyền lực và địa vị, có chức quyền và tiền tài trong tay. Quý anh tuổi bính dần 1986, đang ở giai đoạn 2 của vận trình đời người, tam thập nhi lập từ 30 tuổi trở đi lập thân, lập nghiệp, đã trụ vững, có nghề nghiệp, việc làm, có khả năng nuôi sống bản thân và gia đình, đã xác định vị trí của mình trong xã hội. Tử vi dự báo bạn sẽ nhận được may mắn nhiều hơn trong công việc, cho nên cần phải cố gắng hết mình, nỗ lực để có vị trí tốt hơn ở tại công ty đặc biệt, trong năm 2023, thầy ra các khuyên các quý anh tuổi bính dần, hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, dần ngọ, tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với quý anh, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng, giúp cho quý anh có một năm bội thu, đại cắt, đại lợi. Xét về phương diện tài lộc của quý anh tuổi bính dần 1986, trong năm quý mão 2023, Quý anh tuổi Bính Dần 1986, trong năm 2023 có tài vận tương đối tốt. Quý anh 38 tuổi có sự nghiệp ổn định tăng tiến, nên nguồn thu cũng theo đó tăng lên. Ngoài ra tài vận như nước lên thuyền lên, cuộc sống tăng tiến không ngừng. Các thần chiếu mệnh mang tới những cơ hội kinh doanh, hợp tác làm ăn lớn. Nếu đang làm trong lĩnh vực có liên quan, bản mệnh tha hồ hốt vàng hốt bạc. Trong năm vượng vận quý nhân, có khách quý phương xa tới thăm, mang theo cơ hội làm ăn mới tuy nhiên mọi thứ mới đang ở giai đoạn đầu nên tiến hành từ tốn tránh nóng vội kẻo hỏng việc công việc làm ăn nên bắt đầu từ quy mô nhỏ sau thời gian làm quen thích ứng rồi quyết định mở rộng làm lớn cũng chưa muộn với người làm công ăn lương công việc tiến triển thuận lợi kèm theo đó là thu nhập khá ổn định theo đó bản mệnh có một năm tiêu tiền thoải mái không phải đắn đo quá nhiều đối với quý anh tuổi bính dần làm ở các nghề tay trái cũng nhận được không ít thu nhập sao mạch việt trợ lực hóa nguy thành an quan lộc tịnh tiến Năm nay quý anh tuổi Bính Dần tràn đầy năng lực, có thể hy vọng vào việc tăng chức để tăng lương, nhận thêm các chế độ đãi ngộ. Quý anh tuổi Bính Dần thậm chí còn có thể nghĩ đến việc bỏ vốn kinh doanh riêng trong năm nay thì cũng sẽ đạt được nhiều may mắn hơn. Xét về phương diện tình cảm của quý anh tuổi Bính Dần 1986 trong năm Quý Mão 2023. Quý anh tuổi Bính Dần 1986 năm 2023 có tình cảm phát triển theo hướng lạc quan có vẻ như năm nay là một năm thuận lợi với quý anh tuổi này không chỉ trên phương diện sự nghiệp gặt hái được các thành công mà trên phương diện tình cảm cũng có những ngọt ngào hạnh phúc các tinh hồng loan nhập mệnh mang lại cho bạn không ít vận may bất kể là người độc thân hay người đã kết hôn vận đào hoa sẽ mang đến tình yêu ngọt ngào cho bạn đặc biệt đối với các quý anh tuổi bính dần còn đang độc thân bạn đang đứng trước cơ hội gặp gỡ được nhân duyên trời định thông qua bạn bè gia đình mai mối mà thoát kiếp độc thân thậm chí có thể nghĩ đến chuyện lập gia đình trong năm này quý anh tuổi Bính Dần vừa thành đạt vừa độc thân chính là mẫu người đàn ông lý tưởng mà nhiều chị em muốn tìm kiếm. Không cần lo lắng về chuyện tình cảm bạn nhé. Xét về phương diện sức khỏe của quý anh tuổi Bính Dần 1986 trong năm Quý Mão 2023. Quý anh tuổi Bính Dần 1986 trong năm 2023 có sức khỏe lại không được tốt cho lắm trong năm này. Theo tử vi năm, hung tinh bệnh phù sẽ ảnh hưởng đến quý anh tuổi Bính Dần, năm nay một số vấn đề về sức khỏe sẽ khiến bạn mệt mỏi hơn bao giờ hết. Năm nay quý anh tuổi Bính Dần đã 38 tuổi, cho nên cần chú ý không nên thức đêm thức hôm nhiều. Ngoài ra thì cũng cần phải biết chăm sóc cho bản thân mình nhiều hơn, tăng cường ăn uống các loại thức ăn đồ bổ dưỡng cho cơ thể, dưỡng nhan. Tử vi quý anh tuổi Bính Dần năm 2023 nên cẩn thận mỗi khi ra đường, nên thường xuyên đi chùa cầu bình an để mang lại may mắn cho bản thân mình. Trong năm quý mão 2023 này, quý anh tuổi bính dần cần chú ý tới hạn ngũ mộ và sao thổ tú chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn ngũ mộ đối với quý anh tuổi bính dần 1986. Nhắc đến hạn ngũ mộ, người xưa có hai câu thơ dưới đây sẽ cho thấy rõ hạn ngũ mộ là tốt hay xấu. Ngũ mộ hạn xấu tồn tại, thiên tinh phải mắc dạ tai ngục hình như vậy hạn ngũ mộ là hạn chủ về hao tài tốn của nên dù ít dù nhiều dù mất một phần hay nặng nề là mất tất cả thì cũng khiến cho tinh thần gia chủ đi xuống ăn không ngon ngủ không yên tâm lý buồn lo bất an hay nói cách khác hạn ngũ mộ chủ về hao tổn tiền bạc nhưng dẫn tới nhiều hệ lụy khác khi gặp phải hạn ngũ mộ trong năm đó chắc chắn có nguy cơ bị mất mát tiêu tán về tài sản tiền của nhưng nặng nhất là khi mua bán giao dịch hàng hóa sẽ mua phải đồ kém chất lượng không tốt hoặc khi thực hiện các giao dịch không có giấy tờ đảm bảo hóa đơn rõ ràng thì khó mà được bảo hành khi hỏng hoặc sẽ bị trộm cắp tịch thu vì hàng mua không có xuất xứ rõ ràng ngay cả khi có lòng tốt cho người khác ở nhờ ngủ nhờ cũng dẫn tới hao tốn tiền của vì dễ gặp phải người gian có tính trộm cắp gây thiệt hại về tài chính cụ thể hạn ngũ mộ được diễn giải như sau thứ nhất bị kẻ gian lấy tiền của hàng hóa mua vào kém chất lượng hàng giả hàng nhái khiến cho tài chính suy giảm thậm chí thua lỗ tới trắng tay không một xu dính túi thứ hai khi mua hàng không có hóa đơn chứng từ thì dễ bị vướng vào vấn đề pháp luật lao lý mất tiền mà chất lượng chẳng thấy đâu thậm chí còn bị bắt giữ gặp rắc rối với pháp luật vì mua bán hàng hóa không chất lượng hàng hóa không có xuất xứ rõ ràng thứ ba ngay cả khi chúng ta có lòng tốt muốn giúp đỡ người khác cho vay cho mượn tiền cũng gặp phải rắc rối khó hoặc không đòi được tiền về cho người khác tá túc thì có nguy cơ bị trộm cắp vì gặp phải kẻ gian tất cả đều dẫn tới tiêu tán tiền bạc của gia chủ có 6 điều cần đặc biệt chú ý để vượt qua hạn ngủ mộ đối với quý anh tuổi bính dần 1986, trong năm quý mão 2023. Thứ nhất, trong làm ăn buôn bán, cần kiểm tra xuất xứ hàng hóa rõ ràng. Không sử dụng các mặt hàng kém chất lượng. Khi nhập hàng về phải có hóa đơn, giấy tờ rõ ràng. Đừng vì một chút lợi nhuận mà nhắm mắt chấp nhận hàng kém chất lượng. Nhớ như bị công an kiểm tra, tịch thu hàng hóa thì sẽ mất cả chỉ lẫn trải, tai bay vạ gió, rắc rối trồng chất. Thứ hai, về tài sản tiền bạc của bản thân nên giữ cẩn thận, không nên cho vay hay cho mượn dù là bất cứ ai. Chẳng may tiền mất đi thì nghĩa cũng khó giữ. Thứ ba, nên sống hướng thiện, chăm làm việc có ích cho mọi người, cho đi mà không yêu cầu được nhận lại. Tốt nhất hãy tạo mối quan hệ với những người lương thiện, không kết giao với kẻ xấu. Thứ tư, đặc biệt nếu đang giữ nhiều tiền vàng thì cần tránh cất tại nhà mà hãy gửi tiết kiệm vừa đảm bảo an toàn lại thu lãi, tránh được trộm cắp. Thứ năm, đứng về quan niệm phong thủy, bạn nên cân nhắc lại các yếu tố ảnh hưởng đến tiền bạc. Để thuận lợi giữ tiền bạc, bạn nên bày những vật phẩm phong thủy có tác dụng chấn an tài sản, hạn chế thất thoát. Thứ sáu, không để người lạ vào nhà hay ngủ qua đêm, tránh xảy ra trộm cắp tài sản. Quý anh tuổi bính dần 1986, trong năm 2023, bị sao thổ tú chiếu mạng sao thổ tú dù không phải là một hung tinh mạnh nhất nhưng cũng là sao chiếu mệnh chủ về điều xấu liên quan đến quan trường, dễ bị tiểu nhân quấy phá, đi lại kém may mắn. Hạn sao thổ tú còn được gọi là ách tinh, có tai họa, không an yên, hay ngủ mê, đề phòng tiểu nhân hãm hại và không nên đi làm ăn xa. Nhìn chung sao thổ tú chiếu mệnh mang điều xấu nên gia chủ cần để ý những việc trong gia đình, tránh mâu thuẫn xung đột không đáng có. Nếu là người chăn nuôi thì không nên tính chuyện mở rộng quy mô, cứ tập trung giữ ổn định tài sản hiện tại qua năm rồi tính tiếp tuy nhiên sau này thì không đáng lo ngại lắm trong lòng hay mang nỗi buồn man mác tâm lý không vững vàng hay hoài nghi không hăng hái trong công việc làm ăn song cũng không gặp tai họa gì lớn nếu bản mệnh là người cao tuổi thì dễ bị bệnh tật hoành hành ốm lâu khó khỏi da trạch bất an hay chiêm bao mộng mị không nên nuôi con vật gì từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao Sao Thổ Tú là một hung tinh nên cần làm lễ giải hạn để tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống, mong muốn tránh được rủi ro và gặp nhiều may mắn. Theo các chuyên gia phong thủy, thời gian cúng giải hạn sao Thổ Tú thích hợp nhất là vào lúc sao chiếu sáng tròn nhất hay còn gọi là lúc sao đăng viên. Ngày sao Thổ Tú đăng viên vào lúc 15 giờ đến 17 giờ, ngày 19 âm lịch hàng tháng, tốt nhất là 19 tháng 1 âm lịch vì đó là ngày sao sáng nhất hướng về chính tây để làm lễ giải sao lưu ý để việc làm lễ cúng giải hạn được tiến hành suôn sẻ thì trong nhà nên treo nhiều đồ vật cắt tường cầu may hay dùng trang sức đá quý ngọc phong thủy màu trắng như kim cương thạch anh trắng mã não trắng việc hóa giải sao thổ tú thường xuất phát từ tâm lý lo lắng nhưng nếu bạn giải tỏa được điều này không có gì phải lo nghĩ nhiều việc hóa giải chủ yếu dựa vào tâm nên chỉ cần làm những việc tốt để bạn cảm thấy vui vẻ thoải mái còn có tác động lớn hơn là tổ chức cúng lễ lớn tử vi từng tháng cho quý anh tuổi Bính Dần 1986 trong năm 2023. Được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2023 đối với quý anh tuổi Bính Dần 1986. Bước sang tháng 1 năm Quý Mão, quý anh tuổi Bính Dần 1986 có vận trình tài lộc được đánh giá là tương đối may mắn trong không khí lễ hội đàn ông tuổi dần có nhiều năng lượng tích cực hơn và thường có những điều bất ngờ xảy ra trong cuộc sống gặt hái được niềm vui tuy nhiên đừng quá đắm chìm vào niềm vui mà quên mất đi việc phải đảm bảo cho sức khỏe tốt nhưng bất chấp vận may của bạn bạn nên chăm sóc bản thân nhiều hơn chú ý khi đi ra ngoài thì phải đảm bảo an toàn cho bản thân nhất là trong dịp du xuân thì tình hình giao thông sẽ rất khó khăn chính vì vậy mà quý anh tuổi bính dần cần phải cẩn trọng nhiều hơn Đặc biệt mùa xuân có nhiều thời điểm bạn cần phải uống rượu, tiếp khách quý anh nên cố gắng một chút và đừng uống quá nhiều mà tổn hại sức khỏe. Vận trình tháng 2 âm lịch năm 2023 của quý anh tuổi Bính Dần 1986. Tử vi tháng dự báo vận trình sự nghiệp của quý anh tuổi Bính Dần tháng này vô cùng hanh thông. Bạn gặp được sự giúp đỡ của mạch Việt cho nên bạn luôn hoàn thành được xuất sắc nhiệm vụ. Bạn có thể nhận được sự ưu ái và tin tưởng của cấp trên, giao cho nhiều trọng trách và có cơ hội thăng tiến trong tháng 2 này. Quý anh tuổi Bính Dần 38 tuổi, năm nay phải hết sức nắm bắt cơ hội, củng cố vị thế cho mình ở một vị trí vững chắc để có thể đạt được các mục tiêu nghề nghiệp. Bước sang tháng 3 âm lịch năm 2023 của quý anh tuổi Bính Dần 1986. Tháng này, vận trình của quý anh tuổi Bính Dần cũng khá hanh thông được sự trợ giúp của sao may mắn, Hồng Loan, quý anh có vận trình tình cảm vô cùng lý tưởng trong tháng 3 âm lịch này. Mối quan hệ giữa bạn và người vợ càng trở nên khăng khít, tình cảm đôi bên được như ý. Liên tục được sưởi ấm với sự trợ giúp của các tinh. Ngoài ra, vận đào hoa của một số quý anh tuổi bính dần còn độc thân cũng rất tốt, bạn có cơ hội tỏ tình thành công và thoát khỏi cảnh độc thân. Bước sang tháng tư âm lịch 2023, đối với quý anh tuổi bính dần 1986 xem tử vi tháng cho hay khi bước vào tháng tư âm lịch tháng này là tháng tỵ tháng xung với tuổi của quý anh tuổi bính dần cho nên về phương diện sức khỏe không tốt dễ cảm thấy mệt mỏi hoặc thiếu năng lượng đồng thời sự ảnh hưởng của các tinh bệnh phù cũng có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của bạn vì vậy những người sinh năm 1986 cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn trong tháng này và chăm sóc cơ thể của mình điều quan trọng nhất là không nên làm việc quá sức nếu không sẽ vô ích đối với sức khỏe của bạn Tháng 5 âm lịch năm 2023 của quý anh tuổi Bính Dần 1986. Quý anh tuổi Bính Dần bước vào tháng 5 âm lịch năm Quý Mão này, dự báo tài vận khá bất ổn do sự bất ổn của nền kinh tế thị trường. Một số người đang kinh doanh chứng khoán hoặc tham gia vào lĩnh vực tài chính có thể gặp phải sự sa sút trong vận may của bạn. Các khoản thu nhập thêm có thể sẽ giảm xuống, bạn nên có những đối sách đối với tình hình hiện tại của mình. Bước sang tháng 6 âm lịch năm 2023 đối với quý anh tuổi Bính Dần. Quý anh tuổi Bính Dần 1986 trong tháng 6 âm lịch 2023 này cho thấy, đây không phải một tháng quá may mắn, bạn gặp nhiều kẻ phá đám, công việc gặp phiền phức tiểu nhân hãm hại. Tháng này tốt nhất nên tận dụng làm việc chủ động tránh xa tiểu nhân để tránh gặp xui xẻo và bị hãm hại. Từ vi tháng 6 năm 2023, lời khuyên của các chuyên gia phong thủy tướng số dự báo bạn nên ở nhà và hạn chế ra ngoài khi không cần thiết. Quý anh tuổi Bính Dần cũng nên học cách bảo vệ mình trước khi bảo vệ được những người thân yêu của mình. Tháng 7 âm lịch 2023 đối với quý anh tuổi Bính Dần. Bước sang tháng 7 âm lịch 2023, quý anh tuổi Bính Dần cho thấy tình hình sức khỏe của nam mệnh sinh năm 1986 không được lý tưởng cho lắm một phần bị quấy dày và bị ảnh hưởng bởi hung tinh tháng này là tháng xung của tuổi bổn mạng cho nên quý anh rất dễ bị trầm cảm hoặc chán nản do căng thẳng quá mức điều này thậm chí sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của bạn quý anh tuổi bính dần có thể sẽ phải đối đầu với nhiều việc những áp lực từ việc kinh doanh buôn bán khiến cho quý anh đau đầu và suy nghĩ nhiều chúng ta cần phải loại bỏ những áp lực đó để cho bản thân mình thư giãn một chút trong tháng này điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến nguồn thu về tài lộc trong tháng bị giảm mạnh Vận trình tháng 8 âm lịch năm 2023 của quý anh tuổi bính dần 1986. Về phương diện công việc làm ăn, công việc đã đi vào ổn định. Nên tập trung vào công việc nhiều hơn, để thu gặt hái nhiều thành quả về cho mình. Về tiền bạc, tháng này kinh tế có dấu hiệu phát triển, kinh doanh buôn bán thuận lợi, tiền bạc thu vào không ít. Về sức khỏe, thì gia chủ tháng này sức khỏe tốt nhưng chú ý cẩn thận ăn uống dễ mắc bệnh cũ tái phát, chú ý là đi lại cần cẩn thận, tránh gặp tai nạn, xây sát nhỏ không đáng có vận trình tháng 9 âm lịch năm 2023, của quý anh tuổi bính dần 1986. Bước sang tháng 9 âm lịch này, mối quan hệ giữa quý anh tuổi bính dần với mọi người được cải thiện. Với sự giúp đỡ của các tinh, bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ một số người bạn tâm giao, những người sẽ đồng hành và giúp đỡ bạn trong tháng. Không chỉ vậy, các mối quan hệ xã hội của bạn cũng phát triển. Vì vậy, tháng này sẽ là một tháng may mắn đối với quý anh tuổi bính dần, phải biết nắm bắt cơ hội để mở rộng quan hệ xã hội của mình, điều này thực sự rất hữu ích cho mạng lưới và công việc sự nghiệp của bạn. Bước sang tháng 10 âm lịch năm 2023, của quý anh tuổi bính dần 1986. Quý anh tuổi bính dần 1986, trong năm 2023, có sức khỏe xa sút nguyên nhân là do sự tác động của hung tinh và thay đổi đột ngột của thời tiết, làm cho bệnh cũ rất dễ tái phát, một số người có thể bị cảm lạnh, bị ốm. Tử Vi khuyên bạn nên chú ý đến sức khỏe của bản thân hơn, đồng thời trong cuộc sống cũng nên chú ý đến trang phục, ăn mặc đủ ấm, đừng để mình bị nhiễm lạnh. Vận trình tháng 11 âm lịch năm 2023 của quý anh tuổi Bính dần 1986. Quý anh tuổi Bính dần bước sang tháng 11 âm lịch 2023, vận trình sẽ có nhiều thay đổi tích cực nhờ ảnh hưởng của các tinh. Người làm công việc kinh doanh có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi, lạc quan. Các hạng mục đầu tư cũng được chú trọng nhiều cũng sẽ mang lại những may mắn lớn cho các bạn. Nhìn chung, thu nhập chính và thu nhập phụ đều có sự tăng trưởng thích hợp, bạn cũng sẽ thu được lợi tức từ quản lý tài chính và cổ phiếu. Mong rằng quý anh tuổi Bính Dần có thể tiếp tục duy trì, phấn đấu để được khởi sắc trước dịp đầu năm mới. Bước sang tháng 12 âm lịch năm 2023 của quý anh tuổi Bính Dần 1986, Bước sang tháng cuối cùng của năm Quý Mão, đối với quý anh tuổi Bính Dần 1986 tương đối bận rộn. Vì đã gần cuối năm, quý anh chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều rắc rối hơn trong sự nghiệp và các nhiệm vụ được giao cho bạn trong tháng này. Các công việc cũng trở nên vất vả hơn nên quý anh tuổi Bính Dần có thể cần phải dành nhiều sức lực và thời gian hơn. Tuy nhiên, dù cuộc sống tương đối bận rộn nhưng các bạn vẫn nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, không nên làm việc quá sức và nên hiểu việc kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi là một điều cần thiết để tránh các áp lực quá sức. Trên đây là toàn bộ thông tin về tử vi của tuổi Bính Dần, nam mạng, những người sinh năm 1986. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp các bạn an tâm hơn phần nào cho những dự định trong năm sắp tới của mình. Chúc các bạn bình an, may mắn, hạnh phúc và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.